Hi, xin chào mọi người nha. Mọi người có khỏe không ạ? Rất vui được gặp lại mọi người trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Buổi sáng ngày 23 tháng 4 năm 2020 ha. Bữa nay là ngày chính thức các cái tỉnh hết cách ly rồi đó mọi người. Thì ở Đà Lạt thì mình hết cách ly từ ngày 20 rồi nha. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem cái con đường Tăng Bạch Hổ, và mình sẽ đi một vòng đường Tăng Bạch Hổ và dốc Duy Tân nha mọi người, để cho mọi người ôn lại những cái kỷ niệm ha, và cũng để là mình xem những cái ngày hôm nay là ngày hết cách ly này nè mọi người, để xem cái cảnh hoạt động buôn bán như thế nào nha. Đầu tiên thì mình xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe này, một ngày thật là nhiều niềm vui. Bây giờ là 6 giờ sáng rồi, thì mình đang có mặt ở bờ hồ Xuân Hương. Đây mọi người có thể thấy bên tay trái của mình đây, có rất là nhiều người tập trung ở đây, họ đang tập thể dục và họ ra đây để mà hít thở không khí trong lành sau những cái ngày mà cách ly. Thì hôm nay là chính thức cái ngày mà dỡ bỏ cách ly toàn xã hội nha mọi người. Trong cái thời gian qua thì không có ghi nhận được ca mắc Covid mới nào nha. Đó là một cái tin rất là đáng mừng. Trong cái đó tình hình trên toàn thế giới thì đang rất là phức tạp. Buổi sáng hôm nay thì khá là lạnh luôn. Nhiệt độ dao động tầm 21 đến 22 độ thôi mọi người ơi. Bây giờ mình đang có mặt ở khu Hòa Bình. Mọi người thấy ngày hôm nay bây giờ chỉ mới 6 giờ sáng thôi. Các cái hàng quán cũng như là các cái cửa hàng khách sạn rồi bây giờ tạm thời là vẫn chưa hoạt động nha mọi người. Bây giờ mình đang đi vào đường Tăng Bạch Hổ nha. Rồi, ở đây có những cái nhà mà rất là xưa, đến xưa lắm rồi. Ok, và mình bây giờ mình qua đường Trương Công Định. Và mục đích là mình đi qua đường này là có rất là nhiều những ngôi nhà rất là xưa rồi, để cho mọi người có thể nhìn lại được cái những cái nơi mà mọi người đã có nhiều người đã sinh ra ở đây. Đây là Tăng Bạch Hổ này. Đấy, ở đây khá là nhiều nhà mặt đây này, cái quán xá bữa nay là và đây là dốc Duy Tân ha, và bên đây của mình là một quận lầu này. Ok, giờ mình sẽ đi lên con đường Trương Công Định ha, để mình xem rõ được cái tuyến phố ngày nay nó như thế nào, phát triển ra sao ha. Thời là năm 1970 mấy
tới bây giờ vẫn còn, nhưng mà họ sửa sang lại rất là ít. Đây là khách sạn hotel, cái khách sạn mình mới xây đầu năm ngoái luôn mọi người ạ. Và bây giờ mình sẽ đi một vòng khu Hòa Bình ha, cho mọi người có thể xem lại những cái cảnh. Và bây giờ so với ngày xưa nó thay đổi thế nào? Và bên phải của mình đây là công an phường 1. Đây có khá là nhiều cái khách sạn nè. Bây giờ mình sẽ đi đường Nguyễn Chí Thanh. Ở đây là cái khu ngay trung tâm. Đó, khá là nhiều khách sạn mọc lên nè. Cách đây 10 năm đổ lại đây thì dịch vụ khách sạn, dịch vụ du lịch mọc lên khá là nhiều. Ở bên trái của mình đây là một cái quán cà phê Len ha. Ở đây là quán cà phê này buổi tối có thể nhìn thấy khung cảnh của bờ hồ. Đó, khá là đẹp. Và bên phải của mình đây là một cái khách sạn ha, khách sạn Ngọc Lan. Mình đi tuyến này, tuyến đường này thì mình sẽ đến cuối đường sẽ ra đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đây các cái khách sạn mọc san sát nhau vậy này mọi người, rất là nhiều khách sạn mới vừa mới xây dựng đây thôi, san sát nhau vậy. Như là ở đây nhà nào cũng là khách sạn hết. Đó. Bên trái của mình đây là một cái quán cà phê Retro mới mở này, đó, khách sạn. Và ở đây thì lâu lâu thì cũng có một cái nhà rất là xưa, đến bây giờ họ vẫn chưa có sửa chữa gì nhiều.